khinh nhờn thần Phật gặp quả báo như thế nào. Nhà văn vĩ đại nhất của Anh, William Shakespeare từng nói: "Đừng phỉ báng những điều bạn không thực sự biết, nếu không tính mạng của bạn sẽ gặp trùng trùng điệp điệp những nguy hiểm." Thế nhưng có những người không tin, thậm chí đã biết là có sự hiện diện của thần Phật, nhưng phỉ báng thần Phật, tương lai của những kẻ ấy phải chịu quả báo kinh hoàng. 1. Nhân quả khác nhau giữa việc phỉ báng và tín ngưỡng thần Phật. Ở huyện Trường An, đường Châu Ung, có người tên Cao Pháp Nhãn, là cháu cố của quan bộc xã Cao Dĩnh đời nhà Tùy. Ngày 25 tháng Giêng, năm thứ ba niên hiệu Long Sóc, ông đến trung đài tham gia ứng tuyển, đến giữa trưa mới bắt đầu quay về. Nhà ông nằm ở một góc phía đông nam vườn Nghĩa Ninh, mặt tiền đối diện với phố phường, mặt phía tây nằm kề ngôi chùa Hóa Độ. Cao Pháp Nhãn xuất phát từ cổng Thuận Nghĩa ở thành Tây ra khỏi thành. Sau khi ra khỏi cửa thành, vốn là con đường phía bắc đi Phổ Quan, nhưng dọc đường bỗng có hai người cưỡi ngựa theo sau. Một trong hai người nói: "Nhất định phải bắt người này ngay trước cổng chùa Phổ Quan, đừng để hắn đi vào trong chùa, nếu không sẽ không bắt được nữa." Người kia nghe vậy bèn phi ngựa đến trước cổng chùa Phổ Quan chờ sẵn. Cao Pháp Nhãn nghe thấy, sợ mình không thể đi vào chùa, liền vội vàng rẽ về hướng Tây, đi đến phường Kim Thành, bởi ở cổng nam của con phố Tây có chùa Hội Xương. Ngay lúc đó có bốn kỵ mã chạy tới, nói với hai người cưỡi ngựa đi trước rằng: "Các ông mau mau đến trấn giữ ở cổng chùa Hội Xương." Hai người kia vội vàng thúc ngựa đến trước cổng chùa Hội Xương. Cao Pháp Nhãn thấy thế lấy làm sợ hãi, bèn hỏi người cưỡi ngựa: "Các ông là ai? Sao lại bức ép tôi như vậy?" Người cưỡi ngựa nói: "Chúng ta phụng lệnh Diêm Vương đến bắt nhà ngươi." Cao Pháp Nhãn biết họ đến lấy mạng mình, cố tìm cách thoát thân, khiến mấy vị minh quan nổi giận. Một minh quan túm tóc của Cao Pháp Nhãn, chặt mất búi tóc của ông. Tóc của ông bê bết máu rơi xuống đất. Cao Pháp Nhãn thoát thân, phi ngựa đến con phố phía Tây, nhưng bất ngờ ngã ngựa. Trong lúc mơ màng, ông thấy hàng nghìn người đang vây quanh bàn tán. Ông được một vị quan sai cử người đem thi thể về dịch quán. Mấy ngày sau, Cao Pháp Nhãn đột nhiên tỉnh dậy, nói với người nhà rằng: "Tôi đã xuống địa ngục rồi bị Diêm La Vương trách mắng rằng nhà ngươi khi còn ở chùa Hóa Độ sao lại lấy trộm trái cây của các tăng nhân. Nhà ngươi phải nuốt 400 viên sắc nung, trong 4 năm phải nuốt hết. Thế là một vị minh quan đến dẫn tôi đi. Lúc đó tôi không có chút sức lực kháng cự, đành phải ở địa ngục nuốt những viên sắc nung. Mỗi lần nuốt sắc nung, thân thể tôi co quắp và biến thành màu đỏ. Một ngày ở cõi người hẳn là một năm dưới địa ngục, nên từ ngày 26 đến ngày 29 tháng Giêng, tổng cộng 4 ngày, tôi đã nuốt xong số viên sắc nung ấy. Khi nuốt xong, tôi tỉnh lại. Diêm La Vương hỏi: "Nhà ngươi sao lại bất kính Tam Bảo, còn dùng những lời lẽ xấu xa mắng chửi tăng nhân? Bây giờ ngươi còn phải chịu hình phạt bị cày lưỡi 1 năm. Buổi sáng ngày 30 tháng Giêng, tôi phải chịu hình phạt bị cây sắt cày lưỡi. Tôi nhìn thấy lưỡi mình dài ra mấy dặm, mặc dù người bên cạnh nhìn thì thấy chỉ dài hơn 1 thước. Diêm La Vương sai quỷ dùng chiếc rìu sắt lớn chặt đứt cuốn lưỡi, nhưng không hiểu sao lại không chặt đứt được. Diêm La Vương bèn sai quỷ dùng cưa mà cưa đứt, sau đó cho vào nồi nấu, nhưng lại nấu không nát. Diêm La Vương lấy làm kinh ngạc, liền hỏi tôi. Tôi nói rằng tôi từng đọc qua kinh Phật. Diêm La Vương sai người kiểm tra sổ công đức của tôi, quả nhiên thấy chép rằng tôi đã đọc một bộ kinh Phật, do đó Diêm La Vương mới thả tôi về." Những lời Cao Pháp Nhãn kể khiến cả nhà ông kinh hoàng bởi sự uy nghiêm của luật nhân quả. Từ đó cả nhà của Cao Pháp Nhãn đều tín ngưỡng Phật Pháp, cố gắng làm việc thiện lương. 2. Lợi dụng Phật Pháp kiếm tiền bất chính, khinh nhờn thần Phật gặp ác báo. Trong nước Bắc Tề thời Nam Bắc Triều, có một hòa thượng tên là Yến Thông. Dù đã xuất gia làm tăng nhân, nhưng Yến Thông lại không chân chính tu hành. Ông ta yêu tiền như mạng sống, tính toán mọi cách để tư lợi cho bản thân.
thậm chí dốc hết tâm kế lợi dụng tín ngưỡng của mọi người đối với thần Phật để phát tài. Ban đầu Hòa Thượng Yến Thông đi khắp nơi hóa duyên, khuyên bảo mọi người quyên tiền đúc tượng Phật. Ông ta nói rằng quyên càng nhiều tiền thì càng tích được công đức càng lớn. Người thời đó đều tín phụng thần Phật, vậy nên số người quyên tiền nối liền không dứt. Đến khi tiền tích góp được nhiều rồi, ông ta chỉ lấy ra một phần để đúc bức tượng Phật lớn bằng đồng. Mọi người nhìn thấy thành quả số tiền quyên góp được, nên đối với ông càng thêm tín phục. Nhưng không ai biết phần lớn số tiền đã bị ông giữ lại làm của riêng. Sau đó ông tiếp tục khuyến khích mọi người đến thắp hương bái Phật, bố thí tiền tài và nói rằng đây là tích công đức cho bản thân. Nhiều thiện nam tín nữ tin theo lời Yến Thông đã chắc chiêu để quyên góp tiền tài bái Phật. Có người cầu xin trong nhà có thêm con cháu, có người cầu xin phát lộc phát tài, có người cầu khỏi bệnh, đủ mọi truy cầu. Yến Thông biết rõ Phật chưa bao giờ kêu gọi con người quyên góp tiền để đổi lấy những điều này. Thần Phật chỉ dạy con người buông bỏ tiền tài ham muốn. Tuy nhiên ông đã bị đồng tiền làm mờ mắt, đã không làm theo lời Phật dạy, lại hướng con người đi sai đường. Mỗi lần có vị thí chủ nào bố thí nhiều tiền, Hòa Thượng Yến Thông đều chúc nguyện anh ta được thần Phật phù hộ, muốn gì được nấy. Tuy nhiên từ tận đáy lòng ông lại ôm ấp giấc mộng tiền tài. Ông ta lấy toàn bộ số tài sản cúng dường làm của riêng, không chỉ tiêu xài phung phí ra mà còn nhiều lần gửi về nhà tích trữ. Lâu dần những lời thì thầm to nhỏ bắt đầu nổi lên, mọi người đều bàn tán về Hòa Thượng Yến Thông. Dần dà người đến quyên tiền càng ngày càng ít. Đến khi không có ai đến chùa lễ bái, Hòa Thượng Yến Thông không nén nổi cơn giận dữ đang sục sôi mà giơ cây gậy lên đánh tượng Phật. Trước khi cây gậy giáng xuống, trong miệng ông vẫn còn buông lời oán hận nguyền rủa rằng vì sao tượng Phật không còn mang đến tiền tài cho ông như trước nữa. Chính ngay lúc cây gậy sắp giáng xuống, một vị thần mặc áo giáp vàng hiện ra sừng sững trước mặt Yến Thông. Thần kim giáp thân cao 2 trượng, mũ vàng áo bạc lấp lánh ánh quang, trên tay cầm cái giáo dài, giận dữ nhìn Yến Thông mà lớn tiếng mắng rằng: kẻ bại hoại nhà ngươi, sao dám khinh nhờn tượng Phật, đúng là tội đáng muôn chết. Vừa dứt lời, vị thần liền nhấc Yến Thông lên, lấy cây thiết trượng đánh xuống tới tấp, khiến ông ta thương tích đầy mình, máu không ngừng chảy. Yến Thông năn nỉ cầu khẩn vị thần tha tội, tiếng kêu thét lớn đến mức trong ngoài đều nghe thấy được. Mọi người vội vàng chạy đến. Bất cứ ai khi chứng kiến tình cảnh này đều không khỏi bàng hoàng. Sau khi Yến Thông bị đánh đến thâm tím mình mẩy, vị thần mới thả ông xuống rồi biến mất. Nhiều ngày sau đó, vết thương trên người Yến Thông không những không lành lại mà còn lở loét ngày càng lớn. Bên ngoài vết loét lớn như quả hạnh đào, máu chảy đầm đìa, khắp mình sưng đỏ, giống như bị lửa đốt vậy. Hòa Thượng Yến Thông cứ như vậy kêu rên ngày đêm, máu vẫn không ngừng chảy. Sau 100 ngày chịu đủ mọi thống khổ, ông mới có thể qua đời. Nói ra cũng thật khó tin, ngay trước khi Hòa Thượng Yến Thông nhắm mắt, căn phòng bỗng lún xuống vài thước, khiến mọi người ai nấy đều tự hỏi: phải chăng ông đã xuống địa ngục tiếp tục chịu khổ hình rồi?